Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến kênh kẹo chì của shop Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng lại trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829 411 281 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em thì nhận hàng thì thanh toán kẹo, bên nhà em là không kiểm không xem hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi số khác tham khảo và trải nghiệm dần đấy. Đảm bảo cho anh em tất cả size từ 4.5 đến 6.40, bao ngon bao ổn định bao trụ luôn cho anh em. Còn không quay đúng hàng đúng mẫu mã em bao đổi trả luôn cho anh em, không đúng hàng đúng mẫu mã em bao đổi trả, anh em lưu ý cho mình là như vậy. Còn thực tế thì hôm nay giới thiệu cho anh em vài cái mẫu kẹo chì là anh em chơi nhiều nhất và độ trụ của nó sẽ cao nhất đấy. Tùy từng cái thời điểm mà anh em đang sử dụng, bây giờ là đang mùa sinh sản, hiện tại anh em ít mua thì mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em vài cái mẫu kẹo chì rẻ mà anh em chơi nhiều. Thì hàng rẻ này thì bây giờ có hàng đóng máy loại 1 với giá là 380.000 một ký, bao ship bao tiền ngụy trang. Hàng này thì chỉ có những size như 5.5, 5.52, 5.54, 6.35 và 6.38. Còn những cái loại lẻ size hiện tại là bên nhà em chưa có để cung cấp ra thị trường, tại vì chưa có khuôn. Đấy, chỉ có những dòng thông dụng để gửi đến cho anh em là dòng này là hàng 380.000 một ký, bao ship bao tiền ngụy trang. Đấy, mình biết cái sản mình quan tâm cái sản phẩm này thì mình cứ nói luôn là tôi muốn mua hàng đóng máy loại 1 với giá là 380.000 bao ship bao tiền ngụy trang anh em ạ. Còn tiếp theo là anh em sẽ mua hàng chì nhập. Hàng chì nhập loại này thì có full size từ 4.5 đến 6.40. Hàng chì nhập này từ 4.5 đến 6.40 đấy, full size. Hàng này thì giá nó nhỉnh hơn một tí, tại vì sao? Tại vì khuôn nhập đấy, người Việt Nam đóng tay thủ công và chì nhập lên giá tiền và chất lượng nó sẽ khác hoàn toàn so với hàng đóng máy. Anh em chơi thẩm những loại như này này thì không muốn chơi những loại hàng rẻ đấy, nó chênh lệch nhau không đáng kể, anh chơi rất chi là ngon đấy. Tùy theo cái giá tiền, mình nói luôn cái giá tiền để dùng những cái kẹo chì là bắn xa đấy, hay phụ thuộc vào bắn xa hay bắn gần thì em mới nên sử dụng. Còn nếu mà anh em muốn bắn xa mà xuyên phá tốt thì anh em nên chơi mẫu kẹo sờ lung này. Sờ lung này nhà em thì có 5.518, từ 4.5 đến 6.40. Đa số là anh em sử dụng cái mẫu 5.518 này rất chi nhiều. Loại thì này thì độ trụm của nó sẽ cao và chất lượng thì khỏi nghĩ khỏi phải bàn rồi. Chất lượng của loại này thì cực kỳ cao. Hàng này là hàng bằng chì dây nên không sợ hại khương hại cảnh. Đấy, chơi rất chi là ổn định. Thì mọi chi tiết anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nhớ bên em là kẹo không kiểm không xem hàng. Xin chào anh em, gặp lại.